Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vẻ Đẹp Du lịch Lai Châu và mình là Trần Huỳnh. Hôm nay thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa khẩu Ma Lùng Thàng các bạn ạ, nơi giáp danh với địa phận Trung Quốc các bạn nhé. Và hôm nay thì mình đi theo chương trình bên trung tâm tiếng Trung Mạnh Cường tại Lai Châu. Thì chuyến đi này thì anh em mình sẽ đi vừa làm công chuyện rồi là vừa đi review về Trung Quốc cho các bạn. Thì hiện tại là mình đang ở khu vực cửa khẩu này, bước sang cái khu vực này thì sẽ là sang Trung Quốc quá nhá. Đấy, bước qua giữa cây cầu này thì sẽ là qua Trung Quốc rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị làm thủ tục quá ạ. Thì cái này thì sẽ không được quay phim chụp hình. Là hành trình của mình ngày hôm nay như thế nào thì mọi người cùng đón xem nhá. Đó, đây. Anh em ạ, sau khi làm thủ tục xong thì mình với anh Hồng như là em Dự ở trung tâm Hán ngữ Mạnh Cường Lai Châu ạ nhá. Là cũng đang di chuyển vào trong Kim Bình Trung Quốc. Từ cửa khẩu vào Kim Bình là khoảng bao nhiêu cây anh? 32 cây. Nhưng mà phải nói là đường ở bên anh cũng rất là đẹp. Đường rất đẹp. Anh Hồng thì hiện tại là cũng đang công tác tại Lai Châu ạ. Là bên xuất nhập khẩu đúng không anh? Vâng. Cái doanh nghiệp của mình là gì anh ạ? Công ty Chiến Thông. Có trụ sở ngay công ty Chiến Thông cũng có trụ sở ngay tại thành phố. Thì chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên của mình các bạn ạ, để trải nghiệm nước bạn Trung Quốc, như là đi tham quan một số trường học, như là tham quan một số cái lĩnh vực hàng hóa để có thể nghiên cứu đầu tư. Đây là khu vực ngay giáp Trung Quốc, chung là cái này đường xá thì rất là đẹp luôn. Thế là quê anh là cũng ở Kim Bình luôn chứ? Ở Kim Bình luôn. Anh Hồng là ở Kim Bình luôn các bạn ạ. Một xíu nữa thì vào trong trung tâm thì mình sẽ quay cho bạn xem nhé. Làm thủ tục thì hôm nay thì cũng rất là nhanh các bạn ạ. Cũng rất là đơn giản thôi. Nên là các bạn đi lên, muốn lên Lai Châu mà đi sang Trung Quốc thì cũng rất là thuận tiện. Ở bên này đi xe như này là có giới hạn tốc độ không anh? Không có đâu, ở cái tư cấp 2 là không có. Có là quảng. Thế là bên này thì sẽ giới hạn tốc độ. Thế là bên này là không giới hạn tốc độ các bạn ạ. Cao tốc thì lại có. Người đang ăn cơm. Ở bên này thì mọi người là hay mời thuốc nhau đúng không? Này anh ơi, chào bia. Không hút đây ạ. Xin chào. Chúng ta đã to lắm. 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 Hôm nay
哎呀，我想听，太聪明了。啊，亚历山大。哦，那叫奖学金啊，不是助学金，奖学金。奖学金呢，它是根据就像布朗我们的这个中文 HSK 四级以上，然后在四级以上优秀的学生才可以申请奖学金。Thì là kiểu ngày xưa em đi học ấy, thì là mình nhận và là啊，这地方我都变了。cảm ơn trung tâm mạnh cường các bạn ạ. Hôm nay là có anh Cường đây từ Lạng Sơn sang như là cô giáo thu của trung tâm. Anh chưa đây bắt đầu là dùng cơm này. Còn anh Hồng nhá, xin chào Hồng. A Hồng là lòng máu luôn, lòng máu. Ở bên Trung Quốc khi bán cơm họ sẽ là sử dụng canh trước, sau khi sử dụng canh xong sử dụng rất nhiều canh cải đúng không anh? Đúng rồi. Còn như Việt Nam mình là sẽ sử dụng cơm xong rồi mình sử dụng canh. Ở Trung Quốc lại là họ sẽ sử dụng canh xong rồi sử dụng cơm. Canh cải luộc với luộc gà. Đây như thịt ba chỉ trong bếp cho bếp mình nấu sử dụng. Đây là gà xé. Anh ta muốn là cái có gà dân phải có gà cán bộ đó. Anh ơi, như đây là món gì anh? À, tức là cái lá của củ gì nhỉ? Lá của khoai. Ừ, xin mời mọi người. Trưa nay thì thế này cho anh nhỉ? Đâu cũng trà mà. Ý mình còn di chuyển nữa. Dạ, yeah, đông đấy, cái gà ngon đấy. Gà, cái con gà nhỏ á, đây là nhỏ, băm nhỏ sau đó đúng rồi, xào heo tiêu. Ngon không anh? Xanh, rất là ngon, mọi ngon lắm. Cái này là... Cái này mà xúc với phồng tôm nhỉ? Ừ. Thảo chưa? Phồng tôm bên mình là chim câu xúc phồng đa. Đây là... Đậu phụ. Đậu phụ. Đậu phụ. Thưa giáo sư, phát dinh câu mình sắp bắt đầu. Cái phê chế gì vậy? Không nên tin được là cái gì? Cái này là giống bên Việt Nam ấy ạ. Thường đi chợ phiên là cũng bán. Ở Việt Nam mình như sao? Nó là mà nấu kiểu như thế này. Nguyên đứng đậu. Ăn được cái này. Anh Cường thử đi, cuối tháng anh Cường ăn vẻ hạt tiêu cay quá.
thì nó sẽ tự nhiên bảo ổn. Không, ăn thịt cơ. Thịt nó bảo này thì đây tí rồi, tí rồi. Sợ rồi. Sợ quá. Ờ, tất cả là sao nên nặng điểm sang đè. Ừ, đó, món nào? Món như này á. Ê, xem một tí, nhậm ong. Đó, có ăn nhỏ tí chơi này. Giới thiệu với các bạn là sau quãng thời gian chắc cũng chỉ tầm 10 phút thôi các bạn ạ, anh em mình cũng đến với Kim Bình. Và thực sự thì đây là bệnh viện này, đây là bệnh viện này. Thì thực sự là đúng là như mình xem trên các video clip trước thì ở bên này người ta phát triển thật rất là nhiều nhà cao tầng luôn đó. Wow. Đấy không? Dự thấy nào dự? À, bên kia là cái tầng cao cao là cái trung tâm hành chính á. À, trung tâm hành chính là cái nhà đỏ đỏ cao cao đúng không anh? Cao à. Các bạn khác hoàn toàn luôn. Ở bên này thì cũng rất nhiều ô tô chứ anh nhỉ? Đó, đây là khu vực đầu đúng không anh? Đúng rồi. À. Đúng rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đây là bắt đầu vào thị trấn. À. Bây giờ anh em mình bên sẽ này cũng em về khách sạn đến phòng các bạn ạ. Có ta ở bên nhiều người Việt bên này chứ anh? Ừ. Anh anh không còn là có nhiều người Việt bên này. Nhưng mà phải công nhận một điều là đường xá ở bên này rất sạch anh ạ. Anh Âu ạ, đường xá ở bên này sạch. Ở đây là đang xây cái trung tâm thể dục thể thao. À, đang xây trung tâm thể dục thể thao. Đây là cái gì anh đang xây? Đang xây ở đây là cái thủy nhé. Thủy ở bên là cái tòa án. À. Tòa án. Gọi là cái khu hành chính gọi là ở bên nhà nước rồi đúng không anh nhỉ? À. Mà đường xá bên này sạch thật luôn. Ngân hàng. Volvo à? À. Tối lên đèn chắc là đẹp lắm đấy. Mong chờ tối nay được ngắm biển Kim Bình. Bên nào? Dừng đèn đỏ để cho người đi bộ. Có người giao ở bên em kìa. Đấy. Có đèn đỏ đó. À. Có đèn đỏ phải chủ động cho người đi. À, chủ động cho người đi trước. Nhường đường người đi. Đây. Đây như Việt Nam sao các bạn ạ? À? Người giao ở tam đường á? Tam đường có nhiều. Bên này thì nếu như mình ăn uống anh thì đặc sản ở bên Kim Bình này là món gì anh? À, nhiều loại đấy, có nhiều đèn đỏ đây. Bánh còn cái món ăn hà nhì. À, món hà nhì. Rau. Mông rau. À, đèn đỏ Thái. Nhiều loại lắm. À, nhưng mà khi mình ăn thì mình sẽ ăn đặc sản gì anh? Đây, ôi. Mấy bạn kia đi xe máy đâu có đúng. À, ở đấy những người kiểm tra là yêu cầu phải là yêu cầu có cái biển là chủ yếu là cái ở về những người quản lý. Bên cái xe ô tô nhiều lắm nha.
Em thấy nhiều ô tô mà. Những cái người mà mặc áo đỏ đỏ mà cầm cờ vừa rồi là như nào anh? Đó. Vừa xong như ở cái đoạn mà cho người đi bộ đi qua đấy. Đây là như những người đứng ở các ngã tư ấy. À, từ sang lúc họ làm từ làn đấy. Nó phân làn. Gọi là giúp. Okay. Đây như những người kia kìa. Đúng rồi. Đây như những người đang đứng cầm cờ trước kìa. Như bên mình là công an sẽ làm cái việc à, này. Không phải công an đâu. Đây, như chị này, như bạn này đứng rồi. Cái từ nguyện đấy, à, người là sao? À, làm tình nguyện đúng không? À, đúng rồi. Đây, như những anh này, này, làm tình nguyện là tự, à, đấy. Ở đây cũng có đèn đỏ phải là bảo cái, à, cho cái xe người là đi thoải mái. À. Chị Huy á. Đấy, nhưng mà ở trong này, ở đây thời tiết gọi là rất là mát luôn. Như bên Sa Pa luôn. Đây là khách sạn. À. Đây là em ngủ ở trung tâm luôn đấy nhỉ. Những buổi tối như ở bên Việt Nam, à ở bên Kim Bình này, nếu mà uống rượu rồi đi bộ ở ngoài đường có được không anh? Được rồi, được rồi. À. Đi bộ là đi xe tăng là thoải mái. Dạ vâng. Đi đây là đến khách sạn các bạn ạ. Nhà anh là gần đây mà. Nhà anh ngay đây. À, ngay đây luôn, giá là luôn. Đây đúng không anh, khách sạn đây đúng không? Đúng rồi. Jun Hảo. Vĩnh Hảo. À. Vĩnh Hảo. Vĩnh Hảo. À, Vĩnh. Vĩnh Hảo. Vĩnh Hảo. Ở khách sạn này. Thế bạn, bây giờ thì anh em mình sẽ lấy đồ và di chuyển đến khách sạn các bạn nhá. Đây bây giờ thì sẽ đưa mọi người vào trong khách sạn các bạn nhá. Khách sạn đây là sảnh này. Giờ đang là thủ tục check in gọi là. Bây giờ thì anh em mình đi lên check in phòng gọi là. Đợi chờ cái cảm giác này lâu lắm rồi. Ở khu này thì người ta cũng sẽ bày bán giới thiệu những cái nông sản ở trên này nhá. Tầng 7 á. Không, mình phải xem cái thẻ. Đấy. Đấy. 7 hết đúng không? Anh là chắc tầng 10 à? Ừ. Anh tầng cao nhất à? Không biết. Ồ. Tầng mấy? Đây. Một khu vực. Nó chết mẹ rồi. Đây bây giờ là đến à, đây bên này 7713. Theo mình ạ. 7713. Đây. Ô, chân đi ạ. Wow. Học phèo lên, học phèo lên à. Đây. Ô, phèo lên, phèo lên. Lúc nãy em hỏi anh Hồng ấy, khách sạn này là đặt 4 sao đấy anh ạ. Chuẩn 4 sao này. Nhưng mà lại có gạch tàn. Đấy các bạn, ôi view ơi. Wow. Tòa nhà cao to các bạn. Đây thì có một cái bộ sofa các bạn nhé. Ngoài ra thì có một cái bàn làm việc này. Đây là phòng 2 giường của mình các bạn ạ. Ngoài ra thì có tivi này. Tivi rồi là tủ này. Kệ ngồi. Xong rồi là bình nước nóng nước lọc. Đây là tủ để đồ, tủ quần áo. Nhưng mà điện bật ở đâu ấy à? Dự thẻ đâu rồi? Không, nó không phải thẻ của anh. Thẻ phòng đâu rồi? Đây mình bật điện lên. Wi-Fi. Đây, điện
rồi, êm lắm bạn ạ. Ở đây thì có cả luôn sạc dự phòng luôn này. Đây là tích kê các thứ. Ngoài ra thì các bạn ạ, đặc biệt là có cái này. Cái đấy thì mình không nói bạn nhá, mọi người tự hiểu thôi. Vào trong nhà vệ sinh tí nào. Đây, ở đây điện người ta dùng như điện thông minh ạ. Đấy. À đây. Đấy, mình bật hết sáng cho các bạn xem này. Đây. Đầy đủ công nước khăn tắm như là bồn. Đây là tắm. Là tắm bạn nhá. Còn bây giờ thì anh em mình nghỉ ngơi tí. Đây mà anh cứ lên à. 773. Ở đây thì à, ở đây khác của mình cái là có cả mặt nạ phòng cháy. Đây mặt nạ chống độc. Vizama này. Đây là máy sấy. Đây là máy sấy bạn ạ. Nói chung là đầy đủ. Sang bên này thì nói chung là coi như cắt mọi vấn đề về mạng xã hội ở bên Việt Nam mình luôn. Thì bây giờ chẳng biết chơi trò gì cả. Thì khả năng là bây giờ mình xin phép nghỉ ngủ giấc, xong rồi là chiều thì đi quay tiếp cho bạn xem bạn nhá. Bây giờ hiện tại là tầm 2 rưỡi rồi, thì chiều 3 rưỡi mình có lịch làm việc. Thì ngày đầu tiên thì như thế thôi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn nhớ like và share cũng như là chia sẻ giúp mình. Bây giờ thì lên giường đi ngủ. TV thì bây giờ cũng chẳng biết cái gì cứ bật lên thôi. Đó, thì xin chào các bạn nhá.